Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020, chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 255. Khi những đức đọc đến cái đoạn chuyện của đại sứ ấn quang ở trong uh, cái quyển sách mấy điều sen thanh này quý vị à, thì uh, những đoạn kể này rất là hay mà chúng ta tu hành từ người xuất gia cho đến hàng cư sĩ chúng ta lấy đây để làm cái nền tảng tu hành cho mình tâm nó không có rong ruổi vậy phải nhớ quý vị để ý sự tu hành của chúng ta, tu nó trải qua những công đoạn, cái tâm này nếu để cái vọng thượng nó mạnh quá, thì nó dẫn dắt chúng ta lạ thường, lắm. nó dẫn dắt cái này, dẫn dắt cái kia, và có khi mình ở một nơi nào đó mình vẽ tranh nó một cái nơi nào đó mà mình tưởng tượng nó đẹp lắm, thì lúc đó cái tâm ấy bị khi ở cái nơi đó vì không còn cảm giác. Nữa. Tại vì nó vẽ tranh một cái nơi nào đó. Nếu như tu hành mà như vậy là tiêu, tiêu. Nên phải có một nơi ổn định. Như Thế gian pháp đã cũng nói một câu là an cư mới lập nghiệp. Chứ cái người mà đi lông nhông tới ngày thì thế gian hay là Phật pháp gì cũng thất bại. Cái lông nhông hoài giống như một cái cây Quý vị cứ nhổ gốc lên rồi bị trồng Trồng một thời gian cứ nhổ gốc lên đi trồng Nhổ gốc lên đi trồng Cái này sượng luôn à Nó sượng mà có khi nó yếu là nó chết luôn quý vị Chết luôn Nên cái tu hành là phải kiên nhẫn Lâu dài Một phương pháp Đừng có thay đổi phương pháp Nếu cái nơi tu hành nào mà thường thay đổi phương pháp hoài Là quý vị biết cái tâm của cái người mà chủ trì hoặc là quản chúng ở nơi đó bất thường bất thường nó mới theo cái vọng tưởng đó dẫn dắt dù là coi kinh hoặc là có lời tổ mà nếu đem cái tâm bất thường này mà không trụ một điểm rõ ràng thì nhất định nó cũng là thành tạp loạn tại vì sao vì nhiều phương tiện trong đó mà mình không có nhận thức được một điểm nào để học và tu từ nơi đó thì bị cái tâm nó dẫn dắt thôi quý vị tâm nó dẫn dắt nên mình tu học lấy cái nền tảng của chư tổ cũng như những đoạn văn này của ấn tổ này những đức sẽ đọc cho vị nghe nguyên văn để cho mỗi một người hành đạo chúng ta khi còn trẻ này học theo tấm gương của các ngài đừng có dội dàng đừng có gấp gáp ban sơ khi từ cư sĩ đem mẹ lên núi cầu xin quy y đại sư còn bền chí ẩn tu không chịu chấp nhận không? có nghĩa là lúc này là Ấn tổ ngày 59 tuổi thời gian nhập thất tu hành rất lâu có nghĩa là dụng công kiên cố lâu lắm rồi vậy mà có cư sĩ đem mẹ và gia đình lên để quy y Ấn tổ khước từ Bảo sang quy y với đế nhàn Pháp Sư Ở chùa Quán Tông Tại Ninh Ba Ngày phiên những vị cư sĩ này Đến quy y với Pháp Sư Đế nhàn Mà Pháp Sư Đế nhàn mà có người đệ tử mà Ông thở giá nồi Mà Ngài dạy niệm Phật mà đứng giảng sanh Chờ ngày ba, ba ngày đó quý vị câu chuyện thường kể là pháp sư đến nhà chắc chắn rằng thờ đó còn nhiều bậc cao tăng nên ấn tổ ngày chỉ đến gặp những bậc cao tăng đó để quy y đi cũng được mới sao còn bây giờ thì mình cũng không biết chỉ ai đi mà đi quy y gì hết chúng ta không quy y thì chúng ta phiên họ mỗi ngày niệm ai với đà phật quy y với đức bổn sư thích ca muni chỉ chúng ta niệm ai với đà phật chúng ta quy y đức phật ai di đà chân thật niệm phật cầu sanh cực lạc Quy y như vậy là không có tác dụng phụ Còn nếu như mà Chúng ta phàm phu không đủ trí tuệ Tưởng rằng đi quy y một người xuất gia nào Vậy thì làm đệ tử người xuất gia đó Cuối cùng người xuất gia đó dạy cái gì Không phải cũng là nghe theo Cấm đầu cấm cổ Nhắm mắt đi càng Là sai lầm Nên chúng ta phiên Họ quy y với Đức Bổn Sư Thích Ca Ni Mỗi ngày mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Quy trước Phật Con xin quy y Phật quy Pháp quy Tăng con xin chân thật phát nguyện Nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy Niệm ai với Đà Phật cầu sanh cực lạc Con chân thật con làm Đó là quy y Là quay về Để nương tựa Phật Để nghe theo lời dạy của Ngài Hành trì Pháp môn tịnh độ Trong thời mạt Pháp Đó là chân chánh quy y đó quý vị Nên có những người quy y 3-4 năm 5-7 năm nhưng mà mình không có ý để học tập Vậy thì Cái sự quy y này nó không có chân chắc Phải nhớ Hôm qua có mấy vị ở Đắk Nông Gặp những đức hỏi Thầy ở con nhà con niệm Phật Mà vọng tưởng nhiều quá Vậy con phải làm sao Những đức nó tiếp tục mà niệm Phật Ví dụ như Mình cái lúa Cái lúa là ai với đạo Phật đi Lúa là ai với Đà Phật đi quý vị Thì mình lo Mình chăn thật mà mình cấy lúa Còn người bên kia nhổ cỏ Thì cái việc nhổ cỏ của người ta Chứ mình đừng có đăng cấy lúa bên đây Mà mình chạy qua bên kia mình đi nhổ cỏ Nên chư tổ sư nói Dù quý vị còn vọng tưởng nhiều Ai mà không vọng tưởng Thí dụ như mình đang niệm ai với Đà Phật Mình nghĩ một chút đang làm cái gì Một chút đi ăn cơm và một chút cho con cái gì cái gì rồi bữa nay mình làm ra tiền sao sao có nghĩa là đang niệm phật mà như vậy gọi là những cái thứ khác là vọng tưởng đi thì quý vị cứ chú tâm câu Phật hiệu mình cứ miệng niệm tai nghe mình cứ chân thật mình niệm phật thôi còn những cái thứ đó nó có khởi lên bao nhiêu mặc kệ quý vị cứ làm chân thật như vậy nên hôm qua những vị cư sĩ ở đắk nông lên đây cộng tu gặp như đức hỏi như vậy như đức nói cứ lo niệm phật kiên nhẫn lâu dài từ từ những cái đó tự nhiên nhẹ đi Không phải nhớ còn nhà con không có bằng thờ thờ Phật Gia đình chưa chấp nhận Nên con mỗi ngày dụng công niệm Phật Trong gia đình chưa có thờ Phật được Thầy Đức nó được Trước bằng thờ Tam Bảo Cũng niệm ai với Đà Phật Mà trước bằng thờ Củ Quyền Cũng niệm ai với Đà Phật Rồi dù mình có thắp nhang cho Thổ Địa Thằng Hoàng Hay bất cứ một tôn giáo nào Chúng ta là người chuyên niệm Phật thì trước bằng thờ nào chúng ta cũng chấp tay A-di-đà-phật hoặc là nam mô a di đà phật đúng một danh hiệu như vậy nhớ chứ không phải là mình niệm a di đà phật mình đến bằng thờ của quyền rồi mình mình lại giái cũ quyền tên người này tên người kia mình niệm những danh hiệu đó không phải mà mình cứ giữ một câu phật hiệu mình cứ niệm luôn trước bằng thờ bất cứ bằng thờ nào mình cũng niệm ai với đà phật trước mộ phần thấp nhang ông bà gì cũng niệm ai với đà phật hết cứ niệm ai với đà phật đi là lời thù thắng đây là lời ăn tổ vậy đó phải nhớ Dù bất cứ ở nơi nào Trong đồng hay bất cứ nơi nào Dù là không có bằng thờ Phật gì Vì chỉ cần niệm ai với đạo Phật Là có cảm ứng, có lợi ích Lợi ích cho mình, lợi ích cho tất cả mọi loài Phải nhớ Rồi cô hỏi rằng Khi mà con niệm Phật Con tụng kinh Có bữa ông chồng ổng đi nhậu gì Con thấy con sợ quá Con không tụng kinh niệm Phật những đức nói cứ tụng kinh niệm Phật Cái đầu cổ hỏi Lỡ ông đánh con sao thầy đây? đây mới gầy dựng được tính nguyện Lúc mình tụng kinh niệm Phật Mình đừng có suy nghĩ ông đánh mình Hoặc mình đừng có suy nghĩ những cái việc là Ông đá mình, đừng có suy nghĩ như vậy Mà mình cứ lo tụng kinh niệm Phật thôi Còn nếu lỡ ông đánh mình Thử cái tâm mình coi Cái tính nguyện niệm Phật mình sao Bây giờ mình niệm Phật mà mình sợ ông đánh mình Vậy là mình thua Quý vị cứ chân thật niệm Phật Tha thiết với Phật đi Tự nhiên đánh không có được Tự nhiên có người nhìn như vậy đánh không có được Còn mình đang niệm mà giáo giác nhìn cái Cầm mắt liếc 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 nhìn cái ổng có Ông có dơ tay, ông tán, không đang né Vậy thua, ông tán thiệt á Hiểu không? Tán mình đó. đó Nên từ nào đó cứ tiếp tục Cái dụng công niệm Phật Niệm Phật giết tự nhiên cái ổng nhậu gì ổng có quậy Dù ổng có quậy cỡ nào bị cứ chân thật Nhớ Phật niệm Phật đi Đừng có buồn giận gì ổng ổng có quậy bọ ông có ói mửa gì thì dọn dẹp chân thật đi làm chân thật đi rồi sẽ chuyện chắc chắn luôn giống như cái cô hôm qua có nói không câu mà ông chồng đi có vợ bé cô khi nghe những đứa nói chuyện mỗi ngày cô đưa lên số lượng một ngày bấm hai chục ngàn câu bấm số đúng là hay thiệt hai chục ngàn câu của bấm chân thật làm suốt mấy tháng luôn tự nhiên chuyện ông chồng và cô không còn đau khổ nữa vì thấy hay chứ bởi vì cái pháp môn tịnh độ này nó cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này mà tất cả những cái khổ đau đều được cứu chỉ cần có lòng tin kiên cố rồi mấy cô này cô hỏi tiếp tục thầy ơi à, con đi đến chùa mà con gặp thấy mấy thầy cả thầy chủ trì mà hút thuốc uống bia nữa thầy bia chai uống bia con thấy như vậy bây giờ chúng con phải làm sao thấy không nên cái việc quy y là nguy hiểm ngay chỗ này nè Chúng ta quy y dù là một vị tăng phàm tăng hư hỏng Chúng ta quy y với vị tăng này Ông tăng này được xuất gia trong ngôi tam bảo Ông hiện hình tướng xuất gia Chúng ta nhìn ông tăng này chúng ta cứ nghĩ ông là hình tướng của Phật đi Mà ông chưa có thành Phật nên ông còn cái hành động sai lầm Mặt trái mặt phải Biết đâu ông thì hiện mặt trái, biết không? Hút thuốc, uống rượu, uống bia, hư hỏng. Ông quy y cho mình, mình không có gì cái chỗ đó Mà mình đi mất tính tâm với Phật Pháp Hiểu không Mà mình cứ kiên nhẫn mình lo mình tu Mình niệm Phật Lâu lâu mình đến chùa mình lễ Phật Cúng dường đi gì Không có gần gũi thân cận Vì sao Vì mình chưa đủ bản lãnh Chúng ta gần mực thì đen mà Nên chúng ta không gần gũi thân cận Mà chúng ta không phỉ bán luôn Chúng ta cảm ơn Thầy đã quy y Chứng minh Có nghĩa là chứng minh để quy y cho mình thôi có nghĩa là hình tướng của thầy Là người cạo đầu chức gia Đại diện trong tăng đoàn Để mà quy cho mình Quy với Phật Pháp tăng Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Pháp Là cái sự chân chánh giáo Pháp Tăng là tăng đoàn thanh tịnh Còn người xuất gia này không thanh tịnh là chuyện của Người xuất gia này Ông gieo nhân gì, ông chịu quả báo nấy Nên hàng Phật tử khỏi cần suy nghĩ chỗ đó có nghĩa là mình đi đến nơi nào có giáo dục Thì mình đến đó để mình học tập Còn mình đi đến nơi nào mà nơi đó không có giáo dục gì Mà bậy bạ Thì chúng ta có vuông pháp tu ở nhà lo tu Cứ chân thật ở nhà lo tu Làm đúng trách nhiệm của mình với gia đình mình Vì quý vị là người học Phật dân chánh Chứ không phải là mình thấy người xuất gia vậy Rồi mình mất tính tâm với Phật Pháp Mình bỏ tu tầm bậy Không phải đâu Quý vị phải nhớ là trong bất cứ một vị trí nào Thí dụ như trong quan trường thì cũng có những người làm quan thanh liêm cũng có những người làm quan tham ô không phải gì như vậy mà chúng ta xem thường tất cả những người làm quan còn ở nhà nho thì có những vị tú tài cũng rất là tốt có những vị tú tài cũng không được tốt không phải vì một số vị tú tài không tốt mà chúng ta lại phê phán khổng tử không phải thì trong phật môn cũng vậy cũng có những người chân chánh tu hành Đến Phật Pháp mới truyền tới ngày hôm nay Gần 3.000 năm Thì trong cái số lượng chân chánh Cũng có những người tu không chân chánh Trong thời Đức Phật mà còn có lục quần tỳ kheo mà Thị hiện để sau này cho chúng ta nhận thức rằng Trong Phật môn cũng có những người chân chánh Cũng có những người hư hỏng mặc phải mặt trái đều có Chúng ta đừng bao giờ nhìn một số góc độ hư hỏng Mà chúng ta lại đánh giá Phật Pháp Vậy thì cái góc độ mình kém quá Hàng Phật tử khắp nơi phải nhớ đó mình cứ lo dụng công tu hành Làm tròn trách nhiệm mình với gia đình Đúng rồi Nên Ấn Tổ Ngài đến 59 tuổi rồi Mà Ngài chưa chịu quy Ngài khuyên đến gặp đế nhà Pháp Sư Để quy y đi Và đến năm văn quốc thứ 8 Cư sĩ Châu Mạnh Do Đem quyết thuộc lên núi Ba bốn phen đảnh lễ cầu khẳng Có nghĩa là đến mà ba bốn phen mà nhiệt tình cầu khẳng án tổ đó nghe xin thâu làm đệ tử tại gia cầu khẳng được quy y làm cư sĩ tại gia còn mình bây giờ thì mình muốn thu gom tín đồ cho đông Không chi vậy đệ tử mới đến chùa là muốn cạo đầu muốn đắp y liền đến chi vậy chắc là mình dùng cái cách này để để mình buộc người ta lại để mình sử dụng người ta hay sao quý vị đây là chúng ta nói lên một lời rất thật để mọi người chúng ta để nghe để kiểm lại tâm mình đi mình chưa biết người ta làm sao chứ Mới mình cạo đầu người ta sớm quá thời gian người ta để tóc lại vừa đến chuồng cái là muốn cạo đầu người ta để đắp y cho người ta liền đắp cái y liền cho người ta để cho người ta cảm kích mình biết ơn mình để mình mình chỉ đạo người ta làm cái này kia thoải mái hay sao quý vị vậy thì không đúng đó quý vị ơi không đúng đâu thật sự mà nói đó dù đây là mình nói phương tiện phương tiện nhưng mà trong phật môn mình làm gì giết là phật pháp tiêu luôn không phải hưng thịnh phật pháp mà là diệt pháp á phải nhớ đó nên nó phải nhận thức được những cái tấm gương của án tổ Bởi quý vị nghe những văn tự này tiếp tục quý vị sẽ nghe rằng là cuộc đời người ta như vậy mà đệ tử người ta đông mà có những người thành tựu nhiều lắm quý vị nghe tiếp tục nè nó những hàng cư sĩ này nhiệt liệt ba bốn khoen nha cầu khẳng ăn tổ để được làm đệ tử tại gia đại sư quán xét cơ duyên lý khó khước từ bất đắc dĩ phải chấp thuận quán xét cơ duyên là thấy nhân viên những người này quá thành khẳng nhiệt tình nên ngài khó khước từ chấp nhận quy y những vị này Tính đến năm ấy, Ngài được 59 tuổi, mới thâu đệ tử quy y lần đầu. Thì nghe chưa? 59 tuổi mới thâu đệ tử quy y lần đầu. Mà tự người ta đến cầu khẳng nhiều lần. Thì thấy không? Nên vì sao thành thủ các ngài lớn như vậy? Có những người đệ tử thành thủ. Còn chúng ta bây giờ là rất muốn có tín đồ đông. Có hàng đệ tử quy y cho nhiều đệ tử quy của mình mà đi đến nơi khác là mình trách mình buồn mình bực bội hoặc là đệ tử thì thường điện thoại để mà chim mòi giống như là giữ cái cái mòi này sợ nó vụt coi khỏi tay mình thua rồi thua rồi quý vị ơi tu vậy là thua dù tu bao nhiêu chục năm cũng không phải là người tin Phật đâu không tin Phật đâu nên chỉ là làm những cái việc bình thường chứ làm sao đem giáo pháp của Phật mà chia sẻ được không quý vị giáo pháp của phật quý vị phải hành trì nó mới có cái cảm giác được phải hành trì nó mới có cảm giác nó mới đi vào trong cái lời dạy của phật được nó mới có cảm giác với phật pháp con người khi có hành trì trong phật pháp thì quý vị không có sợ mắc danh lợi không có sợ đâu thật sự đối với cuộc đời này danh lợi nếu chúng ta chấp buộc vào là khổ đau còn nếu như chúng ta có danh lợi mà chúng ta lấy đó để gì chúng sanh thì nó cũng lợi ích phải nhớ đó nên đó, những điều này là lờ ăn tổ để là tấm gương của Ngài để mà nhắc nhở chúng ta. Tới 59 tuổi mới thâu đệ tử quy y lần đầu. Từ đó hàng thiện nam tính kẻ viết thư cầu làm đệ tử. Người lên non xin được quy y. Tất cả đều y giáo phụng hành, ăn chay niệm Phật. Tại sao lúc đó mà có cái chuyện viết thơ để xin quy y vậy? Vì cái thờ quán cổ là thờ Còn chiến tranh loạn lạc Xe cộ phương tiện giao thông rất khó khăn Nên Ngài dùng cái phương tiện là viết thơ Phúc đáp Sau này mới có những lá thơ tịnh độ Băng sao này kia rồi là những lá thơ đó Những lá thơ của Ngài sau này những vị cư sĩ đã gặp được Nên xin những lá thơ đó Về mà biên chép lại làm sách Vậy mà sau này lưu truyền khắp nơi nơi đó quý vị những lá thơ mà của ngài mà người ta hỏi ngài đáp đó. rồi có những người muốn quy y mà phương tiện giao thông khó không đến được thì viết thơ thì ngài đặt pháp danh vậy đó mà người ta lo tu hành mỗi lần gỡ đi là gỡ càng quyển sách thời đó là dùng sách nhiều đâu có máy nghe pháp như bây giờ nên ngài dùng sách vậy đó mà còn nhiều người người ta tu hành thành tựu đệ tử của ngài Người ta kính trọng vô cùng Là do Ngài tu hành Ngài không có chạy theo danh lợi Ngài không có chạy theo hình thức thế gian Ngài không phải là ông Tăng mà gọi là Mỗi ngày cầu danh cầu lợi mà Ngài chân thật tu Nên những người kính trọng đức Mến đức của Ngài quy y với Ngài Tới 59 tuổi nhớ nha quý vị Đừng nên gấp gáp Đừng nên gấp gáp Thật sự bây giờ thì cũng nhiều người quy y lắm Chúng ta chỉ cần có pháp tu khuyên người thôi Quy y ai cũng được Muốn cúng dường cái đem tiền Cúng dường ở đâu cũng được Đem đến đây nhiều phiền phức nhiều Những đức nói trong chúng chùa Những đức nói Từ đây tới 4 năm nữa Nếu như mà Xu sẻ đặc biệt chúng sanh đủ phước Từ đây tới 4 năm nữa Lễ lọc ngày Chủ nhật cộng tu rồi những đức làm tới cùng luôn Là những đức đi xuống đây được 10 năm 10 năm chương trình này chương trình kia Thì 10 năm quý vị cũng lót được nền móng hết rồi Lúc đó nhất định Cái nơi tổ đình hộ pháp này Nếu thật sự là một nơi thánh địa đủ duyên Nơi này hoàn toàn khép kín Tại vì sao? Vì những con người ở đây này quý vị, vị Họ là những con người Mà có cái tâm muốn tu Thì khép kín họ lại Thí dụ như có mấy đạo tràng niệm Phật Thì muốn chương trình gì thì chỗ khác Còn nơi đây khép kín lại Để cho những con người ở đây Họ dụng công tu Chắc thật phải có con người giảng sanh đặc biệt Như vậy đó Nó hàng Phật tử khắp nơi mà nghe vậy vì mừng lắm Phải nhớ nè Con diều bay cao thì Nếu nó biết đáp xuống thì đặc biệt Còn nếu để người ta chặt dây mới gớt xuống Thì đau đớn lắm mấy vị Phải nhớ Nên danh lợi thế gian này đừng nên chạy theo Nên tiền bạc vật chất nhiều khó tu hành lắm Có cơm ăn áo bằng cuộc sống tu hành là được còn hàng cư sĩ mà quý vị mà Chỉ cần có cuộc sống ổn định Gia đình có cơm ăn áo bận Đừng có suy nghĩ tiền của nhiều để, để cho con cái Nếu quý vị biết dạy con bị phước báo nhân viên Tin nhân quả có đạo đức Thì con quý vị tự lập được sự nghiệp Mà sự nghiệp còn lâu dài Còn như nếu như quý vị cứ bận tâm Vọng tưởng lo âu Phải làm giàu để tiền bạc lại cho con Tất cả những cái này là vọng tưởng hết Vọng tưởng Con quý vị không dạy đạo đức cho nó Cuối cùng quý vị vọng tưởng kiếm tiền kiếm tiền loạn tâm tạo nghiệp cuối cùng con hư hỏng tiền bạc có nhiều để lại cho con cũng vô dụng đây là cái lưu bể mà chế nước vô có nhiều cũng là không giữ được nước quý vị à tin không tin thì thôi những người làm cha làm mẹ gặp rồi thì có kinh nghiệm chưa gặp thì sao này quý vị sẽ nhớ lời của những đức nói nếu gặp phải thì cũng đừng khổ thôi nghĩ mình trả nợ đi nên thành tâm niệm phật cầu sanh cực lạc nhé nhớ đi. đọc lời của ăn tổ thấm thiết thì mình là phàm phu nhưng mà Đọc lời của tổ Tại mình có tâm muốn tu nên mình đọc lời tổ mình thích Tấm gương này đặc biệt Nên cả đời của những đức thôi khỏi Ai muốn quy ý, ai quy ý đi Còn cùng niệm Phật thì chúng ta cùng niệm Phật Còn tiền bạc muốn cúng dường thì cúng dường đâu cúng Còn ở đây chỉ cần Phật Bồ Tát Giang hộ có cơm ăn áo bặn là được Nó không có vật chất nhiều khỏi ai tìm kiếm mình Phiền phức để mình lo tu hành Đời này giảng sanh là quan trọng nhất quý vị Phải nhớ Hàng thiện tính kẻ viết thư cầu làm đệ tử Người lên non xin được quý y Tất cả đều y giáo phụng hành Ăn chay niệm Phật Thấy không? Ngày dạy người ta ăn chay niệm Phật đó Trong một đời giáo hóa đệ tử tại gia của đại sư Từ hàng quyền quý giàu sang Danh nhân học sĩ đến kẻ thôn giả Thường dân Số lên đến gần 300.000 người Có nhiều vị niệm Phật tu hành được sanh về cực lạc rất nhiều không? từ nơi đó thì nghe rồi đó tới 59 tuổi mới quy y nhưng mà từ hàng đệ tử tại gia quy y những người quyền quý giàu sang cho đến những bậc học sĩ rồi những vị, vị có danh tiếng rồi này kia được khoảng hơn 300.000 người quá nhiều hả quý vị mà nhiều vị tu hành Niệm Phật giảng sanh cực lạc đông lắm Sức giáo hóa của tổ Lớn đến mức gì đó Nghe thấy đặc biệt không Nên có những người tu hành Nghĩ rằng phải quy y Không ngờ mình chẳng thật niệm Phật đã quy y rồi Sai lầm Quay đầu sửa lỗi là quy y còn gì Chúng ta không bị Danh lợi Tình cảm buộc ràng là quý ý rồi là quay về nương tựa phật pháp tăng à phật là giác pháp là chánh tăng là tịnh nó không ô nhiễm gọi là giác chánh tịnh giác là hiểu biết chánh là đi con đường sáng suốt tịnh là cái cảnh viên ở thế gian này không buộc ràng được chúng ta được không dính mắt không được không buồn phiền chúng ta phần nhiều bị cái việc là làm được thì vui không làm được thì buồn ô nhiễm rồi phần nhiều chúng ta bị như vậy nên chúng ta phải nhắc nhở mình Học Phật quy với Phật là quy giác chánh tình Chứ không phải nói rằng Bây giờ tôi quy với một vị thầy này Thầy này thầy tôi Lỡ ông thầy này cái gì rồi chúng ta đi theo Con đường sai lầm hả à? Thầy chỉ là người đại diện trong tăng đoàn quy y cho mình Để mà Mình làm đệ tử bậc đại giác ngộ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Ngài là giáo chủ Nên chúng ta mới niệm Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni chỉ chúng ta quy Phật A Di Đà vì chúng ta niệm ai với Đà Phật là đúng Pháp rồi đó, Nên nhiều người bây giờ là chúng ta Cái việc quy sai lầm Không hiểu biết Mà cả nhiều vị thầy vẫn là Muốn thu gom tín đồ Vẫn là không hiểu biết luôn Giống như kẻ mù dẫn nguyên một cái nhóm người Đi xuống hố vậy ừ. Chúng ta phải chỉ họ quy bổn sư thích ca ni Là quy Cái giáo pháp chân chánh Cầu giải thoát Chứ có những người, người ta quy nhiều năm rồi mà nó hơn thua tranh đấu vì văn tự Phật Pháp không à. Đi đến chùa người ta cúng dường á, 10 triệu tôi cúng dường 11 triệu. Người ta cúng dường 20 triệu tôi cúng dường 22 triệu. Có khi những vị mà nói là hộ Pháp mà mà hơn thua tranh giành vậy đó. Bà này găng được vị chủ trì rồi thấy ghét ghê luôn. Để tôi tìm cách tôi phải găng vị chủ trì để đá bà này qua một bên. Rồi đi đến chùa được Cúng dường Tam Bảo Rồi làm ông làm bà trong Tam Bảo Toàn bộ là mê hoặc điên đảo Sai lầm Đây gọi là hộ trì Tam Bảo đi đọa địa ngục Chứ không phải là hiểu biết hộ trì Tam Bảo Như tu đặt đa Cấp cô độc Hộ trì Tam Bảo gì coi Khi hộ trì Tam Bảo rồi chân thật mà phục vụ Tam Bảo Ít bao giờ đến thăng cận với Phật Chỉ chân thật nghe Phật và học Phật Chứ không dám gần gũi Phật Sợ người ta dị nghị rằng Cấp cô độc cúng dường cho Phật Nhiều như vậy Bây giờ được gần gũi Phật nhiều Như vậy thấy người chân chánh tu hành chứ Người ta học được giáo Pháp rồi người ta chân thật hộ gì Chứ đâu phải là kè kè đi theo Hoặc là ta đây là đệ tử Người đó người đó nổi tiếng như vậy Đó là cái danh cái lợi Không hiểu biết Tu hành là để hướng về giác chánh tịnh Chứ không phải là mê hoặc điên đảo như vậy đó quý vị à Phải nhớ nên ấn tổ Ngài quy cho người Có khi người còn chưa biết mặt Ngài nữa. Viết thư Ngài đặt pháp danh Rồi Ngài dạy ăn chay niệm Phật chăng thật mà làm có lợi ích liền Nên khóc nơi nơi người xa Nghe được chiếc máy nghe Pháp Quý vị không biết mặt những đức khỏi cần đến đây Quý vị cái chăng thật mà niệm Phật Còn người nào đi đến đây được là chúng ta cùng tu thôi Có gặp không gặp cũng không sao Cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc Gặp ở thế giới cực lạc là tuyệt vời nhất nè phải nhớ đó tu hành danh lợi nó không có nặng nề vì thì mình tu nó mới an lạc được Cái việc thế gian này có lo hoài lo cũng không xong Mà không phải là bê tha Đủ duyên thì chăng thật làm Nhưng đừng bao giờ cái nguyện nặng vào chỗ đó Mà cái nguyện với cầu sanh cực lạc Còn cái việc kia là đủ duyên thì làm Còn nếu như cái nguyện là cái chỗ đó Lỡ mình làm giữa chừng mình chết bất tử Rồi mình sao đây Không lẽ tiếp tục mình tái sanh lại Hay là mình đỏ lạc Ở trong lục đạo lớn hồi Khổ quá nên phải giữ cái nguyện cầu sanh cực lạc cho chắc chắn Còn tất cả những cái việc khác làm Là trợ duyên Còn cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc là chánh hạnh Vậy mới đúng đó Nhiều người bây giờ chợ chánh không rõ ràng Lấy chánh làm chợ, lấy chợ làm chánh Tuy niệm Phật Mà không chịu lấy chánh hạnh niệm Phật Để cầu sanh cực lạc Mà lấy chợ duyên làm những việc này việc kia Để lao theo mỗi ngày Mà không lo niệm Phật gì là thua rồi nên tổ nói rằng là tránh chợ không rõ ràng mình phải lấy chánh hành niệm Phật làm chính Dù thắng này có bị cái gì Cũng quyết tâm niệm Phật Đó gọi là tính nguyện niệm Phật Cầu sanh cực lạc đúng rồi Đủ duyên ở nơi nào chân thật ở nơi đó nhiệt tình Đúng rồi Mình tu vậy là đúng rồi quý vị Còn bây giờ mà mình mỗi ngày Mà lao theo chăn cảnh Dính ai là dính chắc luôn Tu hành mà Ờ cái ơn như vậy bây giờ Không có được đâu này kia đâu Bây giờ mình phải tu được nè quý vị Mình phải tu được mình phải tu được mới được Mà Pháp môn tịnh độ là người ta dạy mình niệm Phật Mình cứ chân thật mình niệm Phật thôi Mình đủ duyên ở nơi nào mình chân thật mình niệm Phật thôi quý vị Mình phải có trí tuệ mình nhận thức được Cái người đó người ta hết cách này tới cách kia đủ chuyện hết Là do tâm người đó nó loạn thì chịu thôi Còn mình bây giờ mình giữ cái Pháp mình phải suy nghĩ mình phải nhìn Cũng như những đức học tập những đức nhìn một vị thầy này ngày xưa Thờ ông tu được thì ông giảng về tịnh độ Hừng hực vậy đó Là những đức nhìn cái lúc đó ông tu được Nắm lúc đó liền sau này ông tu không được nữa thì ông dùng nhiều phương pháp những đứa không nhìn lúc này giống như có một câu chuyện người cha lúc còn sống tỉnh táo cha viết lại một di chúc là khi cha chết đi cha còn một người vợ trẻ mong các con có thể ăn bề cho người vợ trẻ này được tốt đẹp sau này khi ông gần chết thì ông nói di chúc khác lại ông nói khi cha chết đi thì các con nên giết người vợ trẻ này chôn cùng với cha khi ông chết đi Thì người con thứ hai An bề cho người vợ trẻ nó được tốt đẹp Còn đứa con út Thì nói tại sao anh không làm tròn duy nguyện của cha Thì người anh nói rằng Chúng ta nên nghe lời cha lúc cha còn thỉnh Đừng nghe lời cha lúc cha mới hoặc Hiểu không? Phải nhớ đó Nên từ đó cái học tập là mình phải nhìn nhận con người Nó từng công đoạn công đoạn Nhìn được cái lúc mà khi còn tu được lời nói nó mạnh dạng như những đức bây giờ cũng đang tu được nó mạnh dạng nếu sau này những đức bỏ tu bê tha chỉ tùm lum phương pháp thì bị biết những đức đang đi xuống thì nhìn là nhìn cái lúc mà đang tu được này để hành trì vậy thì quý vị tu nhất định là có kết quả chắc chắn đây mới gọi là người có chánh tính nhận thức còn ở đâu là phải chăng thật nhiệt tình để mà tu cho tốt từ khi là nơi đó nó không có đúng phương pháp tu không dạy mình chánh thật niệm Phật đúng như lời Phật dạy Còn cái này người ta dạy mình niệm Phật là đúng như lời Phật dạy rồi Mà một đậu tràng nó chuyên niệm Phật nữa Nó không có hình thức này kia Nhị thì đặc biệt rồi Ngày Chủ Nhật Cộng Tu cũng là khuyên người ta niệm Phật Lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm Cũng là Lại Bồ Tát Quán Thế Âm Tu quá trời luôn mà Nó còn có ba tuần nữa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà đó quý vị Quý vị chuẩn bị đi Rủ được người ta đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm Năm nay có nhiều kiếp nạn quá Chúng ta chăn thật lại Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu cho Kiếp nạn nó quá giải bớt đi Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn mà quý vị nó, Ngày 18 lại bên Đại Tùng Lâm Ngày 19 lại bên đây Quý vị ở xa cố gắng đi hai ngày Xứng đáng cái chuyến đi quý vị Dẫn người đi xứng đáng Nhưng đông lắm quý vị phải cố gắng là Điện thoại xin xịn để nhà hết đi Tiền bạc muốn cúng dường đi đến chùa Là bỏ vào thùng cúng dường Còn nếu không có dự định cúng giường thì chúng ta cứ cầm tiền xe đi là được vậy thì yên tâm cái chuyến đi tại vì quá đông người khó quản lý hiểu không đó nên những đức nhắc lên gì để quý vị khắp nơi nơi chuẩn bị xe đi còn những người còn tu ở đây nè cố gắng ở lại tới lại bồ tát quán thế ăn xứng đáng lại hai bên một ngàn lại đó đều là tu hành không à nên quý vị phải nắm cái thời gian mình đang tu được còn cái lúc mình lỡ ảnh hưởng cái tâm cái gì một chút phải cố gắng mà dụng công tu đừng bao giờ thối tâm nghe không? nhiệt liệt tu vượt qua một cái là qua liền đặc biệt nên những buổi học tập này nương vào lời tổ để học đặc biệt lắm mấy vị à. những văn tự án tổ giúp cho mình cái nền học tập quý vị yên tâm đi chắc chắn rằng có sự gia trì của tổ quý vị nghe bị yên tâm đi nên chúng ta cố gắng một câu ai Phật niệm đến cùng kiên cố tâm mà niệm gặp cảnh ngộ gì cũng niệm ai với Đà Phật khổ đau gì cũng niệm ai với Đà Phật vui sướng gì cũng niệm ai với Đà Phật chúng ta quyết chí từ này phải về thế giới cực lạc gặp nhau ở cực lạc nó quý vị ai với Đạo Phật hôm nay chúng ta học đến đây nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ A di đà phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. A di đà phật, 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 A di đà phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật Nam A Di Đà Phật 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 vậy yeah. đà Phật A Di 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 Đà Phật à vị đà Phật à vị đà Phật à đà pháo